cả đội tối qua thì đã cùng nhau ngồi lại và xem cái trận đấu của hai đội và đã hồi hộp đến tận giây cuối cùng, và đội tuyển cũng được vào trong may mắn vì chỉ hơn chỉ số phụ và nhờ cái thẻ vàng. Vậy nếu mà trải qua ba trận đấu với đối thủ mạnh thì đội cũng đã rút ra được cho mình những cái bài học rất là quý, vì trước Iran hay Iraq thì cũng là những đối thủ rất là mạnh, và toàn đội từ những trận đấu đó thì toàn đội sẽ rút ra được cái bài học cho mình để thi đấu trận tới sẽ tốt hơn. Hiện tại thì thể lực của anh em thì cũng có phần giảm sút vì anh em cũng đã thi đấu ba trận với mật độ rất là dày, 4 ngày một trận. Thì hiện tại thì anh em cũng đang ăn uống tốt để phục lại sức khỏe để có thể chiến thắng. Em nghĩ thế nào? Được chuyển lên khách sạn mới thì thấy view ở đây thì cũng rất là đẹp. Thì trong thành phố thì cũng thấy rất là đường xá, rất là rộng rãi. Và cái đồ ăn thức uống ở đây thì rất là tốt. Ví dụ như là bò, gà và cá.